Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lâm Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để chờ video mới nhất của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái ứng dụng chơi game kiếm tiền rút về ví PayPal và đặc biệt min rút của nó rất là thấp, chỉ có một đô thôi là các bạn có thể rút được rồi nhá. Và cái ứng dụng này thì nó mới ra thôi, chơi game rất là hay nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cũng như là cách chơi và cách đăng ký của cái ứng dụng này nhá. Thì trước khi vào video mình sẽ quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất của video đợt trước nhá. Thì bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất của video đợt trước này. Thì video đợt trước của mình có 58 comment và bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất. Bạn nào muốn tham gia event của mình, các bạn nhớ để lại cho mình này số like kèm theo số điện thoại và nhà mạng vina Viettel hoặc Bomo cho mình nhá. Xin chúc mừng bạn uh, lớp like số 43 này. Mày à 48 này và số điện thoại là Mobi nhá. Thì sau video này mình sẽ gửi một cái cáp qua số điện thoại cho bạn nhá. Thì dạo này cái lượt like cũng như là lượt comment của mình rất là thấp nên là mong các bạn ủng hộ mình cho nó tăng nhiều hơn nữa nhá để mình có nhiều động lực và làm nhiều event hơn để tặng thẻ cho tất cả các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay đó là cái ứng dụng chơi game kiếm tiền rút về vì PayPal. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cũng như là cách chơi và cách đăng ký nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ lên xe app Play cho mình Bạn nào mà dùng iPhone thì các bạn có thể lên App Store cho mình đều được nhá Rồi các bạn sẽ ghi cho mình cái từ là đi game more này ra cho mình đây Đây thì hiện tại cái lượt tải xuống của nó đang có 10.000 lượt tải xuống Cái ứng dụng này thì nó mới ra thôi nhá Nó của nước ngoài Đấy nó mới ra thôi Bạn nào mà chưa cài đặt thì các bạn có thể ấn vào phần cài đặt cho mình đây Các bạn xem lượt đánh giá sao các bạn cũng biết được rồi đấy Đó toàn là 5 sao thôi Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt này cái ứng dụng này nó cũng giống như cái ứng dụng đào vàng của các bạn Những cái bạn nào mà đã chơi những cái ứng dụng đào vàng ấy Thì nó y hệt như cái ứng dụng này nhá Đấy, có tên là Demo này Thì mà các bạn có thể tham khảo nhá Mình không bắt buộc các bạn phải chơi đâu Các bạn có thể tham khảo cho mình Cảm thấy ok thì các bạn chơi Mình cứ thấy min rút thấp là mình thích rồi Đấy, Không cần biết là rút được hay không Nhưng mà mình nghĩ là nó uy tín Bởi vì đã rất là nhiều người rút được rồi nhá Bởi vì một đô nên là nhiều người đã rút được rồi Nên các bạn cứ yên tâm cho mình sau khi các bạn cài đặt xong các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên cho mình này Đó mình sẽ cho Cho chuông nhỏ đi này Đó, ok sau khi các bạn cài đặt xong các bạn mở lên thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như này Thì các bạn cứ làm theo y như hướng dẫn thôi nhá Đây, ấn vào phần búa này các bạn sẽ được cộng búa này Khi các bạn đăng ký là các bạn đã có bằng này búa rồi Đấy, Cái búa này thì để làm gì? Để các bạn có thể đập để tìm kiếm, kiếm kim cương ở đây nhá rồi các bạn sẽ làm y như nó hướng dẫn này chỉ vào này rồi các bạn sẽ ghép hai cái này lại với nhau cứ, cứ làm như nó hướng dẫn thôi ok chưa đó rồi sau khi các bạn đã đăng ký thành công rồi các bạn phải liên kết tài khoản nhá các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt này cho mình này. Các bạn phải liên kết tài khoản thì các bạn mới rút được tiền. Đây, cái phần này là phần rút tiền này. Đấy, các bạn mà không liên kết tài khoản là các bạn sẽ không mở rút được tiền đâu. Thì ở đây có cái phần liên kết đó là liên kết với Facebook. Các bạn sẽ chọn cái tài khoản Facebook của các bạn hoặc là các bạn sẽ chọn một cái tài khoản Google của các bạn đều được nhá. Thì mình sẽ ấn bằng chọn bằng tài khoản Google này. Các bạn cứ đăng nhập cho mình nhiều nhiều cái tài khoản Google cho mình nhá các bạn đăng ký nhiều nhiều cái tài khoản gà mai cho mình để khi kiếm tiền online này các bạn có thể là thay cái tài khoản các bạn đều được hết nhá chứ đừng một cái tài khoản thì nó rất là lâu đó. À, các bạn chờ một lúc này rồi sau khi các bạn đã liên kết thành công rồi mình xem liên kết thành công chưa nhá chắc là liên kết thành công rồi ok mình sẽ ấn vào v này rồi ở đây thì các bạn sẽ hướng dẫn nhá mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chơi này thì trước khi vào hướng dẫn các bạn cách chơi thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mã code để các bạn có thể nhận nhận thêm là 10 cái đào nữa thì các bạn sẽ ấn vào đây rồi các bạn sẽ ấn vào phần hộp quà này cho mình này ở à, cái phần hộp quà này các bạn sẽ nhập cho mình cái mã code là SH này SH này Y này nhớ là viết hoa hết nhá P này L này B này thì cái mã code này tí nữa mình sẽ để bên trên cái màn hình của mình Các bạn nhớ nhập cái mã code này thì các bạn sẽ nhận được thêm 10 cái lượt đào nữa Bạn nào mà không nhập mã code là các bạn sẽ không nhận được cái lượt đào đâu nhá Cái lượt đào này rất là quan trọng để các bạn có thể đào và tìm kiếm kim cương hoàn toàn là miễn phí Rồi các bạn sẽ ấn vào phần tích này cho mình này thì cái mã code này của mình thì mình đã nhập rồi và không nhập được nữa nhá Nhớ nhập cho mình cái mã code là SHI này, PLB cho mình Ok chưa rồi và cách chơi thì như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần ấn vào những cái lượt đào này cho mình này. Đấy nó sẽ tự động đào này. Rồi. Lại tiếp tục nhá. Cứ vậy thôi. Làm thế nào để tăng được nhiều cái lượt đào này lên thì mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Thứ nhất là các bạn có thể đi tuyển dép cho mình. Các bạn nhập một dép của các bạn vào thì các bạn sẽ được thưởng 10 lượt đào nhá. Càng cái nhiều lượt đào này các bạn càng kiếm được nhiều tiền nhá. Và tiền này thì để làm gì để các bạn có thể rút về ví PayPal của các bạn và tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền này Đó, cứ đào như vậy thôi thì hiện tại mình cứ đào như vậy vẫn chưa thưởng được cái gì ok tiếp tục rồi Đó, mình sẽ vào đây này sang bên này các bạn có thể xem ở bên này ở bên này thì có mấy cái phần dương này Đấy, các bạn có thể mấy cái phần dương này các bạn có thể ghép vào với nhau đều được hết nhá đây, các bạn có thể ghép sẵn vào với nhau này thì ở đây thì nó không thể ghép được bởi vì nó cùng khác với màu nên là mình sẽ không ghép được mình sẽ x ra này đấy tiếp tục đấy cứ đào như vậy thôi và cách rút tiền như thế nào đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền này đấy, ấn vào phần là dấu cài đặt đây cho mình này nó đang lang nên các bạn chờ mình lúc ở đây thì nó có cái phần này đó ở đây thì nó có một cái phần rút tiền đó là rút về paypal này có rất là nhiều cái phần usd này ap này thì mình chủ yếu là rút về ví PayPal thôi nhá. Thì ở đây các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail PayPal này, tên tài khoản của các bạn vào rồi các bạn sẽ nhập vào đây. Rồi sau đó các bạn sẽ rút tiền cho mình nhá. Và nhập cái số đô này. Mình hiện tại vẫn chưa có một đô nào nên là mình chưa rút được nhá. Mình khuyên các bạn là nên rút về PayPal cho nó dễ nhá. Và min rút của nó chỉ có một đô thôi. Khi các bạn đủ một đô thì các bạn sẽ rút tiền về cho mình. Và cách kiếm tiền như thế nào thì mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn chỉ cần làm theo như mình hướng dẫn là chỉ cần đào cái này đây Đó. càng được nhiều lượt đào các bạn càng kiếm được nhiều nhá thì hiện tại dạo này mình đào kém quá nên là chưa chưa kiếm được cái gì cả Đấy, càng nhiều lượt đào các bạn càng kiếm được nhiều tiền Và làm thế nào để kiếm được lượt đào Đấy lại được tặng thêm 10 cái này rồi Đó, mình sẽ vào ghép Đấy, rất là hay luôn Càng có nhiều lượt đào các bạn càng kiếm được nhiều tiền nhá Đấy, càng có nhiều lượt đào các bạn càng kiếm được nhiều tiền và cách kiếm lượt đào thì như thế nào mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi thứ nhất các bạn có thể đi tuyển dép cho mình đấy mình đã hết rồi nhá à, các bạn có thể vào đây xem cái phần cái phần bảng xếp hạng này đấy, rất là nhiều người đứng top rồi đấy, thì hiện tại mình mới có ba cái nên là mình chưa đứng được top nhá thì video của mình hướng dẫn tất cả các bạn cũng như là cách chơi và cách đăng ký của ứng dụng này rồi bạn nào mà còn không hiểu biết hoặc là còn thắc mắc gì nữa thì hãy kết bạn qua zalo hoặc facebook với mình mình sẽ hướng dẫn nhá thì cái video của mình kết thúc tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhá xin chào tất cả các bạn nhá